Chào mừng quý vị đã đến với chương trình giờ kết sổ trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, trong phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 3 tháng 5. Khách mời của chúng ta là chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên viên phân tích đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị Hiền, thưa chị thì sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp trước kỳ nghỉ lễ thì chị có thể cho nhà đầu tư biết là diễn biến trong phiên đầu tiên của tháng 5 diễn ra thế nào không ạ? Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại giao dịch tích cực với cái sắc xanh hiện diện trên cả hai sàn. Thì mặc dù có chút rung lắc ở trong phiên buổi sáng nhưng mà cái dòng tiền đổ mạnh trong phiên buổi chiều thì đã giúp cho cái thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh. Thì chốt phiên VN Index đã tăng lên gần 2 điểm, đạt đến 719.54 điểm. Thì tương tự trên sàn HNX chỉ số cũng tăng điểm, tăng khoảng 0.3 điểm lên đến 89.82 điểm. Thêm vào đó thì thanh khoản trong phiên ngày hôm nay cũng được cải thiện nhiều so với phiên giao dịch ngày trước đó. Thì tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng gần 278 triệu cổ phiếu, tương ứng với lại 5.200.000 tỷ đồng. Thưa chị, vậy thì đâu là cái nguyên nhân mà duy trì cái mức tăng điểm của chỉ số trong phiên ngày hôm nay ạ? Trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số được cái sự hỗ trợ tích cực của cái sự bứt phá trong nhóm ngành tài chính ngân hàng như là ACB, BID, MBB, cùng với cái nhóm ngành blue chip như là FPT và RE. Đặc biệt thì RE là một cái cổ phiếu đáng chú ý với cái mức tăng trần lên đến gần 30 đồng trong phiên ngày hôm nay. Thêm vào đó thì nhóm ngành đường cũng được giao dịch rất là tích cực trong phiên, đã hỗ trợ tích cực cho cái chỉ số với lại cái nhóm với đặc biệt chú ý với cổ phiếu của đường Biên Hòa và đường Lam Sơn đã tăng trần trong phiên ngày hôm nay. Thêm vào đó thì các cổ phiếu trụ cột như là Vinamilk và Vietjet thì vẫn duy trì được cái sự tăng mạnh và đã duy trì được sự tăng và góp phần rất lớn trong cái việc duy trì sắc xanh trên cả hai sàn. Thưa chị thì xét về bức tranh kinh tế tổng quát tháng vừa qua thì chị có nhận định như thế nào ạ? So với cái tình hình khó khăn trong cái 3 tháng đầu năm thì đến tháng 4 năm nay, kinh tế Việt Nam đã có những cái cải thiện rất là tích cực. Thứ nhất là về chỉ số lạm phát. Thì trong tháng vừa qua, chỉ số lạm phát đã bắt đầu chững lại với cái chỉ số CPI không đổi so với tháng trước. Đây là một cái điều đặc biệt do cái sự giảm giá dầu do hai đợt điều chỉnh giá dầu trong cái tháng vừa qua, cùng với lại cái nhóm hàng ăn uống và dịch vụ và sau Tết thì đã giảm, thì có phần duy trì được cái mức lạm phát thấp trong tháng. So với cái tình hình kinh tế 3 tháng đầu năm có nhiều cái khó khăn thì đến tháng 4 năm nay kinh tế Việt Nam đã có nhiều cái cải thiện rất là tích cực. Đầu tiên là phải xét về cái chỉ sức lạm phát, mức lạm phát đã diễn ra mức thấp ở trong tháng vừa qua. Cái chỉ số giá tiêu dùng duy trì không đổi so với tháng 3. Có được điều này là do cái sự sụt giảm của giá xăng dầu do cái hai đợt điều chỉnh trong tháng vừa qua, cùng với đó thì nhóm ngành dịch vụ ăn uống và tiêu dùng cũng đã giảm sau cái dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Một cái cải thiện tích cực khác là thâm hụt ngân sách của nước ta từ đầu năm đến 15 tháng 4 vừa qua thì được duy trì ở mức thấp với mức bộ chi ở chỉ vào mức khoảng 20.000 tỷ đồng. Thì đây là một cái mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Xét đến là trong năm 2016 thì mức thâm hụt ngân sách của Việt Nam đạt đến gần 200.000 tỷ đồng. Thì mức thâm hụt ngân sách thấp thì sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế vĩ mô duy trì ổn định và cái chính phủ được cái chủ động trong chính sách tài khoá cũng như là giảm áp lực lên cái mức tăng lạm phát trong thời gian tới. Trong đó thì cái số doanh nghiệp mà thành lập mới trong tháng vừa qua cũng tăng mạnh, và đây là cái mức tăng cao nhất trong 12 tháng vừa qua, thì cho thấy là cái chính sách mà hỗ trợ khởi nghiệp đầu tư của chính phủ đã bắt đầu phát huy tác dụng và đã góp phần rất là tích cực cho cái tăng trưởng kinh tế, tạo thêm cơ hội việc làm và giúp tăng tiêu dùng cũng như là đầu tư cũng như là tiêu dùng trong nước. Một cái điểm đáng chú ý nổi bật trong tháng vừa qua đó là dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng với một cái dự án tỷ đô lần thứ hai trong năm, đó là dự án Lobe Omon với vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào khai thác và vận hành cái đường ống ở Kiên Giang. Thì cái dự án này đã giúp phần làm cho Nhật Bản vượt qua Hàn Quốc và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Trong khi đó thì doanh số bán lẻ tiếp tục gia tăng và gia tăng so với tháng trước, và chỉ số niềm tin tiêu dùng của Việt Nam tiếp tục tăng hạng đứng thứ 5 trên toàn thế giới đã tạo ra kỳ vọng tích cực cho ngành tiêu dùng trong thời gian tới. Thưa chị, vậy thì theo nhận định của chị thì triển vọng trong tháng này có những cái điểm gì tích cực ạ? Cái tình hình kinh tế vĩ mô ổn định trong tháng vừa qua đã giúp cho tâm lý của nhà đầu tư thêm an tâm vào thị trường Việt Nam, và dự đoán là những tháng tiếp theo thì dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán sẽ tăng rất mạnh. Và thêm vào đó thì cái tăng trưởng kinh tế sẽ được tăng tốc trong cái tháng 5 và những cái tháng tiếp theo của quý 2 do là vào mùa hoạt động của hầu hết các
các ngành kinh doanh, đặc biệt là sản xuất công nghiệp chế biến với cái sự hoạt động đi vào của các dự án FDI vừa qua. Thêm vào đó thì ngành dịch vụ cũng giữ được mức tăng trưởng tích cực nhờ vào cái mức cầu mạnh mẽ trong nội địa. Thưa chị, vậy thì ngoài ra thì nền kinh tế còn phải đối mặt với những cái khó khăn nào? Bên cạnh những cái điểm sáng rất tích cực trong tháng 4 vừa qua thì sắp tới, chắc trong thời gian tới thì kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là đối với ngành nông nghiệp thì hiện nay trong diễn biến thời tiết rất là bất thường thì dự báo nắng nóng sẽ kéo dài và diễn biến tình hình sâu bệnh thì gây tác động rất là tiêu cực lên ngành nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra thì tình trạng nhập siêu tăng cao trong những tháng đầu năm sẽ tiếp tục gây cái áp lực mạnh lên tỷ giá. Cái trong 4 tháng vừa qua thì nhập siêu của Việt Nam đã lên gần 3 tỷ đô la Mỹ. Do cái tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu thì tiếp tục thấp hơn cái tốc độ tăng trưởng của nhập khẩu. Trong những tháng tới thì nhu cầu sản xuất trong nước cùng với cái hiệp định tự do thương mại và các dòng vốn FDI thì sẽ thúc đẩy mạnh cái nhu cầu nhập khẩu, nhất là cái nhập khẩu máy móc thiết bị vốn là chiếm tỷ trọng cao trong nhập khẩu Việt Nam. Ngoài ra thì cái diễn biến khó lường về địa chính trị trên toàn thế giới cùng với cuộc bầu cử ở Pháp với cái nguy cơ Brexit sẽ gây tâm lý bất an cho các nhà đầu tư và tác động không nhỏ lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi của chị Nguyễn Thị Thanh Hiền cũng đã khép lại phần đầu tiên của chương trình Giờ Kết Sổ. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý.